Xin chào quý vị và các bạn. Hồng Nhung rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Nghề nuôi gái được viết bởi tác giả Trường Lê. Một vị tác giả mà trước đây thì Hồng Nhung cũng đã chuyển thể rất là nhiều tác phẩm của anh rồi. Và tác giả này cũng đón nhận được rất là nhiều sự yêu mến của quý vị qua bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Trưa hôm sau sang thì thấy mấy đứa đang ngồi ăn cơm. Không thấy cái Trang đâu, tôi liền hỏi. Trang chưa về hả mấy đứa? Cái Quỳnh nhanh nhẩu. Nãy chị mang đồ ăn xuống, bảo bọn em là cái Trang sáng lại đi chơi với hai thằng ô tô hôm nọ rồi anh. Hai cái thằng đi Hạ Long ấy. Ghê thật. Mới có mấy hôm mà đắt khách thế. Lại toàn khách xịn. Tôi lấy máy điện cho cái Trang. Có chuông nhưng không thấy nó nghe. Nhắn tin trêu nó bảo đi xong về đừng có ngáo như lần trước. Nhưng chẳng thấy nó trả lời. Nghĩ bụng con này ham chơi. Giờ có khi lại đang tung tăng Hạ Long Park. Nên không thèm nhắn lại. 8 giờ tối hôm đó mấy anh em đang ngồi thì cái Hoa gọi tôi vội vàng. Anh ơi, ra mà xem cô Trang nó đang live stream đây này. Nó đang ở đâu ấy? Cả mấy đứa nào nữa đây này. Tôi ngó qua điện thoại thì thấy cái Trang đang ngồi với hai đứa con gái nữa. Nhìn thì cũng biết đó là nhân viên rồi. Ba đứa đang phát trực tiếp trên Facebook. Nhìn khung cảnh xung quanh khá là sập sệ. Mái tôn, ghế nhựa, nền đất. Chẳng mất 3 giây suy nghĩ. Tôi nhận ra đó là chỗ nó làm trước đây. Cái kiểu lợp mái tôn xong ngồi ghế nhựa, xung quanh là cây cối như trong vườn ấy. Chẳng chỗ nào ngoài Xuân Thành Hà Tĩnh. Lần trước nó làm ở đây cũng gọi điện FaceTime nên tôi nhìn khá quen. Nhưng sao bà chị lại bảo nó đi Hạ Long với khách? Cây Hoa cũng khá tỉnh táo. Em comment hỏi mà nó không trả lời anh ạ. Chắc nó trốn về chỗ cũ làm. Tôi thử nhắn tin cho bà chị. Con Trang nó trốn rồi chị? Ờ. Bà chị nhắn lại mỗi một từ như vậy. Chắc đêm qua nó xin về, nhưng ép nó đi nên nó trốn luôn. Nhân viên mà, bọn nó đi khắp mọi miền đất nước rồi. Gò ép quá thì nó chẳng trốn. Cứ nghĩ nó mới xuống tiền không có, đồ đạc thì không, chắc nó không dám trốn. Đúng là vì tiền mà mở mắt. Ai, chưa riêng cái Trang nó có cần gì đâu. Tuổi đời con nhỏ, nó chỉ làm để lấy tiền ăn chơi. Tính khí trẻ con. Cỡ như vào bọn con Hoa, con Quỳnh thì lại khác. Hai đứa nó còn biết suy nghĩ kiếm tiền về cho gia đình. Còn cái Trang nó chỉ đi làm để mua sắm. Đến chị nó là Linh, đầu điện, bảo gửi tiền về cho mẹ nó còn chẳng gửi. Với là người như thế, thì nó quan tâm gì đến trước sau? Không thích là nó đi. Chẳng phải nó đến đây trên người chỉ có một bộ quần áo. Giờ nó đi thì cũng chỉ cần một bộ chứ mấy. Nhưng muốn rõ lý do nên tôi gọi thử hỏi nó lần nữa. Bây giờ thì nó nghe. Anh à, em không về đấy nữa đâu. Anh không cần dọa em đi xa rồi. Tôi cười. Anh dọa mày làm cái gì? Anh hỏi xem tại sao mày lại trốn thôi. Nó kể. Đêm qua lúc anh gọi điện xong thì chị lại gọi. Vì em đang nói chuyện với anh thì chị gọi đến máy bận. Lúc sau chị gọi chửi em là đi khách mà cứ buôn điện thoại. Em xin về chị không cho, chửi em là dở trứng. Chửi em không đi cẩn thận. Thì về đừng có trách. Lúc đấy em sợ lắm. Tắm xong cho ông khách đi thêm một tầm 12 giờ, em xin ông ấy đi ăn đêm. Xuống khỏi khách sạn, em bắt taxi đi Hà Nội về bến xe nước ngầm. Thuê nhà nghỉ. Sáng nay em về chỗ cũ làm, không làm ở đấy nữa. Sợ lắm. Trưa anh nhắn tin gọi điện, em chưa đến nơi nên không dám nghe. Chị ác như cái gì? Tôi hơi ngạc nhiên. Thế tiền đâu mà đi taxi? Từ đây lên Hà Nội thuê nhà nghỉ phải mất tầm 2 triệu đấy. Hôm trước đi Hạ Long, hai anh đó bắt em chưa ke chưa kẹo. Sáng ra còn bảo chưa đá, em không có chơi. Thế là một anh bảo chơi đi tí cho 1 triệu. Em chơi. Xong tối về anh ấy cho em 1 triệu, với đưa 1 triệu trả tiền taxi. Thế nên em mới có tiền đi trốn đi chứ. À mà anh ơi, em vay chị mấy triệu. Em đi khách mấy hôm nay, tính ra vẫn còn của em 2 triệu. Anh lấy hộ em được không? Giữ cho em, khi nào gửi cho em cũng được. Tôi liền nói. Mày điên à? Trốn đi rồi mà còn đòi tiền. Bà ấy chẳng đưa mấy cái đập vào mặt ấy. Thôi, bỏ đi. Coi như đó là tiền mất.
anh gọi hỏi thế thôi. Còn làm ở đâu thì làm. Trước khi xuống đây ta đã bảo rồi, không có nghe. Coi như đường đi Hạ Long du lịch nhé. Nhớ giữ sức khỏe là được. Mạc Cát Linh nó hỏi xin số mày, anh cho rồi đấy. Làm ở đâu? Thì hai chị em cùng làm. Hôm trước nó cứ gọi anh, bảo quay lại làm. Nhưng anh bảo chuẩn bị nghỉ, nên nó không xuống nữa. Mày xem làm sao thì làm, anh tắt máy đây, đang có khách. Cái Trang chào tôi rồi tắt máy. Nghĩ trốn được cũng là cái tốt. Nó trốn lần này đồng nghĩa với việc không bao giờ dám quay lại đây nữa. Nghĩ cũng khổ thân, mười mấy tuổi đầu suốt ngày nay đêm mai đó, đi đến đâu cũng phải bán thân lấy lộ phí đi đường. Đến rồi lại trốn, trốn rồi lại đi. Chẳng biết cuộc đời nó sau này sẽ ra sao. Chỉ biết rằng chắc chắn giờ đây nó vẫn không nghĩ gì cả. Livestream vẫn thấy cười vui vẻ lắm. Thôi thì cứ vui đi vì cuộc đời cho phép. Càng nghĩ càng thấy chúng nó giỏi. Bắc Trung Nam, có đứa còn sang cả biên giới để đi làm. Vậy mà lắm khi trong người không có đồng nào cũng vẫn đi được. Nhớ lại một câu nói của một đứa nhân viên mà tôi quên tên. Nó từng nói câu này. Còn hàng là còn tiền. Quả thật, những lúc nó bỏ đi lang thang không nơi ở thế này, không có nó là cũng mệt đấy. Câu nói vui nhưng lại cười ra nước mắt. Cái Trang trốn đi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà chị, người vốn lúc nào cũng tự kêu rằng biết cách đối nhân xử thế. Biết giữ nhân viên, biết hòa hợp mọi người. Chính vì vậy, mặc dù cả quán đều biết cái Trang không chịu nổi đây nên mới trốn. Tuy nhiên bà chị vẫn nói rằng nó đi Hạ Long với khách, xong xin về quê rồi, đợt xong lại xuống. Lý do bà chị đưa ra là như thế. Hễ cứ đứa nào mà nói đến chuyện cái Trang không phải đi Hạ Long, nay nó đã trốn về chỗ cũ làm, là bà chị sẽ mặt sưng mày xỉa quát tháo ầm ĩ. Nghĩ không bực sao được, một đứa trốn đồng nghĩa với việc không sớm thì muộn sẽ có đứa trốn tiếp theo. Giờ đây bà chị đứng giữa hai luồng suy nghĩ. Một là nếu cứ tiếp tục đối xử thế này thì tới đây sẽ chẳng còn đứa nhân viên nào ở lại. Hai là quay trở lại như xưa thì lại sợ chúng nó cũng sẽ vẫn trốn. Vì khoản nợ 50 triệu trên đầu cây quỳnh là lý do khiến nó có thể đi bất cứ lúc nào khi trong người có tiền. Tiến thoái lưỡng nan, hầu như cách nào bây giờ cũng đã là quá muộn. Giữ thì giữ được nhưng không bền. Mà đang trong hoàn cảnh này thả ra thì lại sợ mất. Có lẽ quá căng thẳng sau mọi chuyện mà bà ấy bắt đầu đi tìm một người để đổ lỗi. Và không ai khác, đó chính là tôi. Đơn giản vì bà ấy biết tôi cũng đang muốn nghỉ. Giờ đây nếu mọi tội lỗi đều đổ hết lên tôi, thì bà ấy sẽ là người chị tốt trong đám nhân viên. Sẽ là một người chủ tốt. Còn đâu, những chuyện như tiền nong bị giữ hay không cho về, là bà ấy sẽ nói với nhân viên rằng tất cả đều là do anh chúng mày xúi chị. Có thể các bạn sẽ suy nghĩ, nhân viên nó biết ai tốt ai xấu, nói như vậy, ai nó tin. Nhưng các bạn đã nhầm. Không phải tự nhiên ông bà ta có câu, không nghe ca ve kể chuyện, không nghe thằng Nghĩa trình bày. Chúng nó tâm sự thì là tâm sự thật, nhưng miệng nhân viên vẫn luôn là con dao hai lưỡi. Nghe để hiểu, để đồng cảm về một kiếp người, chứ đừng bao giờ đặt niềm tin vào đó. Chính vì vậy, mọi người có để ý rằng, chưa bao giờ tôi tâm sự hay chửi sau lưng những người khác với đám nhân viên. Bởi vì ở với chúng nó gần 2 năm, bản chất nhân viên như thế nào không thể không biết. Thương đấy, bảo vệ đấy. Nhưng đám nhân viên nó biết ở quán tôi chỉ là người đứng thứ hai. Những chuyện bọn nó kêu với tôi nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dám ý kiến với bà chị. Biết vậy nên tôi cũng chỉ giữ ở mức bình thường. Tôi thì mới ở đây chưa được bao lâu, nhưng những người hàng xóm xung quanh hay chủ những nhà nghỉ, họ đều kể cho tôi nghe những câu chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp của bà chị đối với những lớp nhân viên từ nhiều năm trước, hay với cả cái thằng quản lý trước đây đã bị đuổi vì nghiện đá. Sau này thằng đó cưới một đứa nhân viên của quán làm vợ. Cũng do một lần tình cờ sang nhà nghỉ ngồi nói chuyện, thì tôi có nói với ông chủ nhà nghỉ. Sắp tới cháu không làm nữa rồi, thì tiền phòng như nào chú cứ nói với chị cháu nhé. Ông chủ nhà nghỉ không lấy làm ngạc nhiên nói với tôi. Sao? Không chịu nổi nữa à? Hay bị đuổi việc? Làm ăn đói kém, không có khách, đuổi là đúng rồi. Ông chủ nhà nghỉ bắt đầu tâm sự. Nghỉ là đúng rồi. Cái nghề này không làm lâu được đâu, mày ơi.
bao nhiêu lớp nhân viên đấy, đến rồi đi, tao có thấy đứa nào ra hồn đâu. Thấy mày cũng nhanh nhẹn thật thà, chú kể cho mày cái này. Tôi ngồi lắng nghe ông chủ nhà nghỉ, không hiểu câu chuyện ông ấy sắp kể là cái gì. Ông ấy bắt đầu. Nói ra tao cũng chẳng sợ, vì tao là người đây, không thích dây dưa thôi chứ không phải là sợ. Chứ cái con chị mày ác lắm. Mấy năm trước đợt mày còn chưa vào đây đấy, ăn chơi tiền năm của đám nhân viên lấy hết đi tiêu, suốt ngày bay nhảy. Mọi việc giao hết cho cái thằng ngày trước cũng trông quán đấy. Xong dần dần cho thằng đi chơi đá thì nó mới nghiện, không chú tâm đến quán xá như đợt mày làm đâu. Đợt đấy chồng nó còn phải đi cai nghiện đá. Thằng trông quán nghiện có biết cái gì đâu mà. Nhân viên ngủ hết loạt. Bọn nhân viên hồi đấy toàn bọn sinh gái mà không phải người dân tộc đâu. Làm mà không thấy trả tiền nó mới chán. Con nào sang đây chẳng kêu. Cuối cùng chị mày đuổi cái thằng kia đi. Xong nói với nhân viên là thằng kia nó tiêu hết tiền nên nó không có tiền trả. Từ đấy về hơn một năm sau, quán mày không có lứa nhân viên nào. Đếch ải nó dám đi làm. Sau này quán cái bà Thơm, bà cho một đứa hình như là cho con Hoa hay sao đấy. Từ đấy nó mới kéo bạn nó về. Thế mới có nhân viên mà làm. Chứ trước nhân viên ở đây nó nghe tên quán mày nó không muốn làm rồi. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, vì mọi chuyện tôi nghe được lại không phải như thế. Ông chủ nhà nghỉ nhìn tôi và nói. Không tin à? Cứ sang quán nước bên kia đường mà hỏi. Ở đây người ta không muốn dây, chứ không ai người ta ưa. Vì quán mày suốt ngày đánh nhau, mà đánh người ta lần nào cũng vỡ đầu chảy máu. Khách nó đi chơi nó mất tiền, nhân viên cậy chủ đầu gấu. Lắm con, láo lắm. Tao làm nhà nghỉ tao lạ cái gì? Chúng nó chửi khách sơi. Chẳng qua tao không muốn nói. Từ ngày mày làm, ít đánh nhau, mà nó cũng chỉ có là xích mích qua lại. Trước cả một lũ đập đá, nó cứ kéo nhau vào đây hàng chục thằng, khách sợ vãi cả mặt. Thanh niên như mày không nên dây vào cái nghề này, mất chất. Mà đến lúc có chuyện gì nó đẩy cho mày chịu hết. Chú quý mày chú mới nói. Mình nghĩ mà xem. Đợt rồi đấy, công an nó vào tận quán mà mày có biết đâu. Còn con chị mày nó đi từ bao giờ? Đừng nghĩ ngoài mặt tốt mà trong lòng tốt. Tao năm nay làm cái nghề nhà nghỉ này còn trước khi cả nó mở quán. Chẳng có đứa nào thọ được với cái nghề nuôi phò này đâu. Rồi trả giá hết. Tôi như vỡ được ra nhiều điều. Nhìn ông chủ nhà nghỉ tôi còn thấy biết ơn. Quả thật có quý thì người ta mới nói. Còn không, ghét thì họ mà kệ, cũng chẳng liên quan gì đến họ. Tôi hỏi. Vậy mà cháu nghe bảo thằng kia nghiện đá ra bỏ bê công việc lấy tiền bỏ đi, dắt cả nhân viên đi. Thế mà mày cũng tin à? Mày thấy khách đấy, thằng nào chơi xong không trả tiền có mấy trăm thôi nó còn đánh cho vào viện. Thằng kia tiêu hết tiền nhân viên cả trăm triệu mình nghĩ nó tha. Chẳng qua chính nó không muốn trả tiền cho nhân viên, nên đổ hết cho thằng kia. Thế là xong, ai biết đấy là đâu. Vậy ta mới bảo ác. Đợt đấy cũng như mày đây này, nhân viên tự nấu lên mà ăn. Nó chỉ tiền với chơi thôi. Bao năm công an nó không sờ đến, cứ nghĩ ô tô cửa lớn không ai dám động. Vậy nên bây giờ bị đập quán, ai người ta cũng bảo đúng. Còn đừng nghĩ nó bảo nó nhận rồi nó lo cho. Vào đó ngồi chỉ có thiệt mình. Nhẹ thì đi 2 năm, nặng thì 5-7 năm. Không ai nó lo cho đâu, tao thấy nhiều rồi. Tiền thì chủ nó hưởng, còn đâu tội ai bị bắt người đấy tự chịu. Lo cái mo vào mặt, số mày vẫn còn là mày đấy. Nhân viên nó lại không khai mày ra. Với lại mày đây tuy làm quán, nhưng chẳng ai biết mày là ai. Thế nên công an nó cũng không muốn sờ. Bắt mày lấy đâu ra tiền? Vậy nên đừng cái gì cũng nhận. Dại lắm con ạ. Nghỉ được cứ nghỉ, kẻo đến lúc nó đuổi thì lại mang tiếng. Sau buổi nói chuyện hôm đó, tôi cũng lân la đi hỏi chuyện một vài người xung quanh. Họ không ưa bà chị tôi thôi, chứ tôi thì vẫn chào hỏi người ta bình thường. Tuy ít nói, nhưng quan niệm của tôi làm trái pháp luật thì càng phải nhẹ nhàng, lấy lòng, sống ôn hòa với người xung quanh. Chẳng bao giờ tôi to tiếng với hàng xóm, vậy nên khi tôi hỏi chuyện người ta cũng nói thật. Thế là những cái tốt đẹp trước đây bị dân xung quanh họ bóc dần lộ gần ra hết.
Từ đó thái độ của tôi với bà chị cũng thay đổi. Thay đổi để xem lời người ta nói có đúng hay không. Thay đổi để xem bái sống như thế nào. Và rồi cho đến một hôm, tối ngày hôm trước khách khứa cũng tạm tạm. Thu nhập đâu tổng cộng tất tần tật là tôi cầm về 11 triệu. Tiền nhà nghỉ, tiền mượn quán khác đã thanh toán xong. 11 triệu đó là tiền của quán với nhân viên. Ngày nào cũng thế. Tiền nong tính toán xong xuôi khớp sổ. Khớp số vé của nhân viên tôi mới đi ngủ. Trưa hôm sau bà xuống lấy tiền. Tôi đưa 11 triệu lẻ miếng chục và bảo: đây là tiền hôm qua. Nợ nần của mấy quán hôm trước thì trưa hôm qua em đưa cho chị hết rồi nhé. Bà gật đầu mở sổ ra xem, không nói năng gì rồi đi về. Thế quái nào tối hôm đó mấy anh em đang ngồi thì bà đi xe xuống. Thấy tôi ngồi đó bà cau mặt và mắng: tiền năm hôm qua cậu đưa còn thiếu đấy nhé. Tôi ngớ người ra. Đám nhân viên nhìn tôi không chớp mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi hỏi. Thiếu là thiếu thế nào? Nhân viên từng đây vé. Vé nhà, vé mượn, vé tiền nhà nghỉ. Sổ khớp từng đồng. Chị xem lại đi. Cả năm nay chưa bao giờ em tính thiếu một xu. Bà lấy quyển sổ rồi mở mồm ra nói: đây nhá. Chưa cậu bảo tiền nợ quán khác người ta trả rồi thì phải là 13 triệu. Vì hôm trước quán con Loan còn nợ 2 triệu. Cậu thiếu của chị 2 triệu đấy. Tôi nói lại: chị lắng tai à? Em nói tiền nợ hôm trước thì trưa hôm qua em đưa cho chị rồi. Hôm qua chị cầm 10 triệu 500 là có cả tiền mụ Loan trả 2 triệu. Còn quán không có khách chỉ làm được có 8 triệu rưỡi thôi. Em bảo hôm nay trả bao giờ? Vẫn không chịu tin, bà nói như ép tôi phải nhận. Sáng rõ ràng cậu nói hôm nay nó trả. Định chơi tôi à? Nhưng xin lỗi, tôi đếch về thằng ngô. Tôi giữ bình tĩnh mà đáp: thế giờ chị bảo con mụ Loan trả tiền em hôm nay phải không? Em thiếu của chị 2 triệu chứ gì. Ok, đơn giản. Giờ em gọi cho con mụ Loan hỏi nó trả tiền hôm nay hay sáng hôm qua là biết. Sáng hôm qua nó cầm 2 triệu lên trả thì trưa chị xuống em đưa chị 10 triệu rưỡi. Sổ hôm qua vẫn còn, không tin cứ cộng lại. Nhân viên đi bao nhiêu vé sao chúng nó không biết? Không ai ngu mà ghi thêm vé để mất tiền cả. Bái gắt: ừ, gọi đi. Không sai làm sao phải sợ. Tôi bấm máy gọi cho con bộ Loan. Bật loa ngoài, tôi hỏi: alo, chị Loan à? Chị đưa em 2 triệu nợ cũ chưa nhỉ? Bộ Loan giãi nảy lên trong điện thoại: cái thằng này, sáng qua chị lên đưa cho mày ngay ở cửa quán rồi đấy này. Thằng điên, lấy tiền rồi giờ còn hỏi, thật đập chết ấy. Cả quán đều nghe thấy. Tôi tắt máy nhìn bà chị xem bái phản ứng ra sao. Chị nghe rõ chưa? Không tin thì chị tự gọi lại mà hỏi. Ấy thế mà bà ấy cũng gọi cho con một Loan thật. Loan à, mày đưa thằng em chị 2 triệu là hôm qua hay hôm nay? Sáng hôm qua đưa cho nó rồi đây. Hai chị em nhà này làm sao đấy? Máy lại được tắt. Không nói năng gì, bà đứng phắt dậy đi ra ngoài, mồm vẫn lẩm bẩm: tiền nong toàn linh tinh. Tôi nghe thấy nhưng nhịn không nói gì. Bái đi về, tôi cũng đi ra ngoài đứng hút thuốc. Đám nhân viên đứa hiểu đứa không, riêng tôi thì nghĩ thôi thì đến lúc này rút chân ra là hợp lý. Còn làm chắc ngày mai không phải là 2 triệu mà sẽ là 20 triệu, rồi tháng sau là 200 triệu, rồi vài tháng sau sẽ là sổ khám. Làm ăn mà, khi mà đồng tiền cao hơn niềm tin thì khó sống lắm. Trên hết là cái cách mà bà ấy đối xử với tôi, nó quá tầm thường. Đặt ví dụ tôi có lấy của bà 2 triệu thật đi chăng nữa, nhưng nếu thật sự là người tốt thì bà ấy sẽ giải quyết theo hướng khác. Gọi tôi và nói chuyện riêng, phân tích là cậu thiếu tiền của chị, sao lại thiếu như này. Đằng này trước mặt đám nhân viên bà bảo tôi đưa thiếu tiền, khác gì nói với nhân viên tôi là ăn cắp. Thế mà đã có lúc tôi nghĩ nếu có chuyện gì thì tôi sẽ nhận và bà ấy sẽ lo liệu cho tôi. Giờ đây chỉ có 2 triệu mà còn xảy ra cứ sự như này. Thì liệu rằng khi tôi vào phòng giam đọc từng cái logo, đọc từng cái hướng dẫn sử dụng cỏ gói dầu gội thì ai lo cho tôi ra ngoài. Nghĩ lại thấy mình ngu, quá ngu. Và khi nhận ra cái ngu mà không chịu sửa thì lại thành đại ngu. Thế nên tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Tối đó mặc kệ nhân viên đi làm cứ đi, khách vào cứ vào, tôi đéo thèm tiếp.
Lúc về tiền tôi cũng không cầm. Tôi nói với cả Hoa, tí tự đóng cửa rồi đi ngủ. Em cầm tiền mai đưa cho chị, anh không dậy nữa. Mai anh nói chuyện với bà ấy là anh không làm nữa. Đúng ra tôi định làm đến khi bà ấy tìm được người thay thế. Nhưng giờ tôi cảm thấy còn làm ngày nào, bản thân mình còn nguy hiểm ngày ấy. Tôi nghe được cái tin, cái án sau này bà ấy mới chỉ chạy được tại ngoại chứ chưa xử. Ở lại biết đâu kẻ thế thân lại là tôi. Trưa hôm sau, ngồi bên nhà, tôi đợi bà chị xuống rồi nói chuyện. Chờ cái Hoa đưa tiền xong, chắc bà ấy cũng đoán được ý định của tôi là gì. Bà nói, có gì thì cậu cứ nói thẳng. Em xin nghỉ, không làm nữa. Trước em nói với chị rồi, nay thuê được nhà em cũng đang tính làm cái khác. Mà gần đây chị em mình làm với nhau không hợp. Nói như vụ tiền năm hôm qua, tính em thì điên. Em ghét nhất trong đời ai bảo em trộm cắp. Khi mà chị đã không tin tưởng em thì thôi, càng làm chị sẽ càng thêm nghi ngờ và khó sống. Vậy nên chị xem có thằng nào trông được thì bảo nó trông, em nghỉ. Tôi nói trước mặt cả đám nhân viên như vậy, bà chị giận tím mặt vì không nghĩ tôi lại dám bỏ ngang như vậy. Trước giờ bà vẫn là nhất, chỉ có bà đuổi người khác chứ chưa ai lại phá ngang như tôi. Nếu là người khác có lẽ ăn chửi tối mặt, nhưng tôi không sai. Tôi nói những gì mình nghĩ, chẳng lẽ nói tuyệt ra nữa thì khác gì nhổ vào mặt nhau. Lại là họ hàng nên bà ấy cố nhịn, giữ chút sĩ diện. Bà nói, nếu không thích làm thì cậu nghỉ đi, chị tìm người khác. Tôi gật đầu vâng dạ rồi đi thẳng về nhà, kết thúc cái nghề nuôi gái trong gần 2 năm qua. Đắng cay ngọt bùi chứng kiến cảnh tủi nhục của đám nhân viên, chứng kiến cái mưu mô trong một xã hội khác, nhìn thấy những cái độc ác trong cách đối xử giữa con người với con người. Quá nhiều kinh nghiệm để tôi phải nhìn lại bản chất của cái gọi là xã hội. Nhiều người nhìn vào nghĩ sung sướng, công việc nhàn hạ, tiền nhiều, nhưng không ai biết thực chất nằm sâu bên trong như thế nào. Đối với chủ và nhân viên, đơn giản chỉ có 2 từ: lợi dụng. Cái gọi là tình người là một điều xa xỉ. Tuy đã rút chân ra khỏi cái vũng bùn đen đầy mưu mô tính toán ấy, ban đầu tôi cũng nghĩ vậy là xong. Nhưng cái câu mà hầu như ai cũng nói khi nhìn những người khác trong cái nghề này, cái nghiệp nó vặn hết vào người. Trước đây tôi không tin, tôi còn nghĩ mình làm đúng, đối xử tốt với nhân viên thì nghiệp ở đâu. Nhưng không, cho dù tốt hay xấu, một khi đã nhúng chàm thì có nghĩa là dính nghiệp. Chỉ là nặng hay nhẹ, sớm hay muộn thôi. Viết đến đoạn này chắc chắn nhiều bạn cũng đã biết, sau khi nghỉ làm nghề nuôi gái thì bản thân tôi đang bị kinh nghiệp nó vặn vào người thế nào. Nhưng dù là hiện tại đã mất hết, mất sạch, chưa kể còn phải mổ nọ mổ kia, nhưng cái quan trọng là tôi vẫn ở đây viết chuyện cho các bạn đọc. Vẫn có những người bạn quen trên Facebook giúp đỡ tôi khi tôi khó khăn. Vẫn có những người chia sẻ những câu chuyện buồn vui, vậy là đủ. Nhìn lại thì tiếc, nhưng nhìn đi tôi vẫn cảm thấy bản thân mình may mắn. Biết đâu nếu không rút chân ra sớm thì giờ đây có lẽ trên mặt báo lại có tin tú ông môi giới mại dâm giá 4 triệu một nhát như hot girl nào đó. Vậy thì làm gì có nghề nuôi gái? Vậy là kết thúc nghề nuôi gái. Có thể mọi người vẫn còn hụt hẫng trông muốn dừng, nhưng theo tôi đến đây hết chuyện là hợp lý. Không có cái nghề nào có khái niệm ăn trắng mặt trơn cả. Làm phò cũng vậy, luôn có sự đau khổ, có hoàn cảnh, có nguy hiểm, dù không phải ai cũng thế. Kể cả người nuôi gái cũng vậy. Khi bạn đã xác định làm cái nghề trái pháp luật, cũng đồng nghĩa với việc bạn đã cho một tay vào còng, tay còn lại chỉ là chờ xem khi nào người ta sẽ khóa nốt. Xã hội không ủng hộ cái nghề này, bản thân tôi sau khi gặp chuyện cũng không ủng hộ. Chỉ là đôi khi việc chọn người, nhiều khi muốn rút nhưng lại dẫm sâu hơn. Làm nghề này nó bạc lắm. Câu nói này vẫn đúng, luôn đúng và đang đúng. Và sẽ có người nói rằng, gớm, nhiều người nó còn làm nghề này vẫn sống tốt, lại còn giàu. Vậy hả? Tôi không quan tâm, và cũng không cần phải lấy họ ra so sánh với mình. Tôi chỉ biết rằng, gần 2 năm làm cái nghề này, tôi thấy chẳng ai làm chủ, mà không phải đánh đổi bất cứ một thứ gì quý giá. Đừng nhìn vào bẻ bên ngoài mà nghĩ đơn giản. Có thể bạn nằm giường chiếu bẹp, đắp chăn cũ, nhưng bạn ngủ ngon. Còn kẻ ở nhà to ngủ giường rộng đắp chăn mới,
nhưng cả đêm bắt tay lên trán vẫn không ngủ được. Cảm ơn tất cả mọi người thời gian vừa qua đã quan tâm, theo dõi từng câu chuyện của mình. Chúc các bạn có một cuộc sống ổn định, một nghề nghiệp ổn định và một gia đình hạnh phúc. Cậu cứ về đây làm cho chị, mặt đen mặt đỏ chị lo hết. Quán chị trụ ở cái đất này đã 11 năm nay, không phải lo gì cả. Sau này cậu sẽ thay chị quản lý mọi thứ. Làm cái nghề này cần người biết xử lý mọi chuyện một cách khéo léo. Nhìn cậu, chị tin là cậu làm được. Đã gần 2 năm thì cách đây một tuần trước, sau khi vừa viết xong chương mới nhất của bộ nghiệp chướng, thì tôi lại nhớ đến câu nói này. Câu nói của một người chị mà tôi đã từng rất tôn trọng. Tôi ngưỡng mộ cách sống, cách làm việc của bà ấy. Cách mà bà ấy nâng đỡ tôi chỉ trong vòng 3 tháng, đã có thể một tay quản lý tất cả mọi việc trong cái nghề cung cấp gái mại dâm. Từ một thằng thanh niên nhìn thư sinh nhưng lại luôn có mặt trong những bữa tiệc, những cuộc ăn chơi của các anh lớn, thậm chí là những lần gặp gỡ với công an. Một người phụ nữ có máu giang hồ, pha chút điên khùng mỗi khi tức giận, tiêu tiền không tiếc tay. Có một người chồng là hòn đá tả trong giới xã hội địa bàn đó. Có 2 đứa con, một trai một gái. Tuy một đứa là con riêng của chị với chồng trước, nhưng khoảng thời gian mà tôi ở cùng mọi người thì tôi thấy ông anh rể cứng cựa vẫn luôn quan tâm cả hai như con đẻ của mình. Gia đình bà chị lúc đó khiến tôi ngưỡng mộ. Họ vừa có tiền, vừa có quan hệ, thậm chí còn có cả chỗ đứng. Chưa cả nói đến anh chị, ngay cả tôi, khi một mình quản lý quán cũng đã có mấy thằng bảo kê chỉ để sai vặt, để nắn gân mỗi khi gặp khách ba bữa. Chỉ có điều cái quán vào tay tôi thì được vận hành theo một chuẩn mực khác, hạn chế đánh nhau và cố gắng giải quyết trong sự hòa bình. Thế cho nên, người tiếp khách ăn mặc lịch sự, nói chuyện khôn khéo bao giờ cũng được lòng khách hơn. Nhưng tôi cũng cho những thượng khách hiểu được rằng, vào quán này lịch sự thì bạn là thượng đế, còn nếu lệch sóng sẽ có người khiến bạn cóng người. Nghĩ lại, khoảng thời gian đó tôi cũng thấy khá lạ oai. Chính sự nâng đỡ của hai anh chị mà tôi được trải nghiệm quá nhiều thứ trong cái góc khuất của xã hội. Mà nói thật, nếu không làm nghề này thì chẳng bao giờ tôi biết được. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn không thể quên được cái cách mà bà ấy tống cổ tôi và người yêu đi khỏi nơi đó một cách đầy nhẫn tâm. Một người chị mà tôi từng hết mực tôn trọng. Đã có lúc tôi từng nghĩ bản thân tôi có thể nằm xuống để bà ấy được thoát. Nhưng rồi sau một biến cố không đưa được tôi vào làm con thiêu thân, thì bà ấy lại coi tôi là kẻ thù. Bà ấy sợ tôi lôi kéo hết những đứa nhân viên của quán đi khỏi. Bà ấy sợ tôi nói ra những chiêu trò kinh doanh trên thân xác của nhân viên để trục lợi. Và cuối cùng là: cậu rất tốt, nhưng chị rất tiếc. Ngay cả khi tôi muốn làm ăn chân chính cũng không được. Chính những thứ mà tôi từng ngưỡng mộ bà ấy, lúc đó lại quay lại cắn tôi, không một chút thương cảm. Trắng tay, thậm chí còn phải là nợ nần. Trước khi bỏ đi, tôi mới hiểu, độc địa nhất vẫn là đàn bà. Nhích mép cười, tôi quay sang hỏi người yêu. Em dạo này vẫn nói chuyện với bà Nhung đấy à? Người yêu tôi vội chối. Không, lâu lắm rồi em có nói chuyện với chị đâu. Tôi biết người yêu tôi sợ tôi mắng. Bởi hôm nay hết, người yêu tôi hiểu rõ cái hoàn cảnh mà hai đứa phải chịu trong khoảng thời gian tối tăm đó là như thế nào. Do ai? Nhưng đàn bà con gái vẫn luôn có những suy nghĩ mà đàn ông chúng ta không hiểu được. Tôi thì căm bà Nhung đến không giết được phải chịu. Vậy mà người yêu tôi vẫn cứ len lén nói chuyện với bà ấy, lại còn hỏi thăm tận tình. Tôi giả bộ gắt. Đừng có chối. Hôm qua nằm nhắn tin với bà ấy còn cãi. Chỉ cần tôi nạt vậy thôi là không dám cãi nữa. Nói lý nhí, người yêu tôi đáp. Vâng, chị Nhung sinh con rồi anh ạ. Con trai nhá, được 6 tháng rồi đấy. Trông giống anh Long lắm. Mà chị cũng hỏi anh đấy. Thôi, bỏ cái kiểu mèo khóc chuột đi. Thằng này chặn số, chặn Zalo, chặn Facebook. Nói chung chặn con mẹ hết rồi. Hỏi cái đéo gì. Mà nói gì thì nói, đừng có kể gì với anh. Mà lại đẻ à? Đẻ lắm thế. Cứ mỗi khi nhắc tới những chuyện bực mình, tôi hay chửi thề. Người yêu tôi tìm lại tin nhắn rồi tải bức ảnh về máy, sau đó đưa cho tôi và cười cười. Này, anh nhìn xem. Xinh trai nhở? Thì thằng Tiến có phải con anh Long đâu. Cái Thảo mới là con anh Long. Nhưng anh ấy muốn đẻ thêm con trai nên bà Nhung cố mãi.
May mà đúng con trai, không chắc lại bị đẻ tiếp quá. Mà đợt anh về xong 2 tháng sau anh Long bị đi trại 6 tháng. Chị Nhung phải lo liệu tốn lắm mới đưa được anh ấy ra đấy. Khổ, đợt đó quán mới bị đập 2 lần. Thế bảo anh Long nghi thằng nào chơi xấu nên đem súng đi bắn nhau. Lo xong vụ cũng hết tiền. Tôi thật sự không hiểu người yêu tôi tốt bụng hay là do tôi căm ghét bái quá. Mà khi nghe câu chuyện đó thì tôi thấy hả hê, còn người yêu tôi thì buồn bã, lo cho bà ấy. Tôi nói, đúng rồi, sống không ra cái gì thì gặp quả báo thôi. Chị em tốt quá nhỉ. Thế quên mất vì ai, vì sao mà phải bán thống bán tháo bao nhiêu đồ đạc mới mua được cái giá rẻ như thế để trả nợ. Sao em không hỏi bà ấy là em gái bà ấy làm ăn trên công sức của mình có tốt không? Trước lúc mình về, anh còn thấy bảo dự định mua đất khu đô thị, xây móng để đấy, rồi còn đổi xe để đổi vận các kiểu, thiếu gì tiền. Người yêu tôi biết tôi đang cáu nên giả vờ đấm lưng rồi tỉ tê. Hai vụ lập quán chị cũng mất 1 tỷ, mà cũng chỉ lo được án treo chứ không trắng án được. Xong vụ anh Long, em thấy kể còn mất nhiều hơn. Xong còn phải đi nuôi công an, nhân viên từ đợt anh không làm, bọn cái Trang cái Hoa, sau đó chúng nó cũng bỏ đi hết. Con Trang chắc anh cũng chặn số, nên nó thi thoảng cứ gọi cho em hỏi anh chị ở đâu. Có cần người làm thì nó về dẫn bạn làm cho. Chúng nó cũng không thích bà Nhung. Chúng nó còn bảo chị Nhung sau đợt tạm giam về cứ làm sao ấy. Với tôi lúc đó toàn thông tin tốt, tôi nghĩ bụng, cho đáng đời. Thế còn nhẹ. Đời mà, có vay có trả hết. Gần 2 năm nay tôi không còn quan tâm đến cái gọi là nghề nữ gái nữa. Thậm chí ngay đến cả số của nhân viên tôi cũng cho vào danh sách hạn chế. Nói chung là những cái gì còn sót lại có liên quan đến bà ấy tôi đều xóa. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi cũng ngó những tấm ảnh đứa bé con mà bà đang ẵm trong tay. Nhìn nó kháu khỉnh bụ bẫm, đặc biệt có cái miệng giống hệt bố. Nhìn là biết ngay con của anh Long không lẫn vào đâu được. Chị Nhung đã có 1 đời chồng và 1 đứa con riêng. Anh Long thì cũng có 1 đời vợ. Anh Long với vợ trước đã có với nhau 1 đứa con gái. Đứa đó nó ở với mẹ. Sau khi sống với chị Nhung thì cả 2 có con chung và cũng lại là 1 bé gái. Gia đình anh Long là 1 con 1 nên bố mẹ anh Long cũng cứ thúc đẻ cố lấy đứa con trai. Cái ngày tôi ở đó là chị Nhung cũng có kể. Khi ấy chị Nhung còn bảo không muốn đẻ vì mấy con rồi. Hơn nữa cũng đã 38 tuổi, đẻ cố con trai đâu không thấy, lại lòi ra con gái, chẳng lẽ lại đẻ tiếp à? Tôi thấy bà nói như vậy cũng hợp lý. Xã hội bây giờ con nào chẳng là con, trai gái quan trọng gì? Nhiều khi đẻ đứa con gái ra còn được báo hiếu, chứ đẻ ông nhõi ăn xong phá. Điển hình lúc đó tôi lấy tôi ra làm ví dụ, mà bà còn phì cười bảo, đúng rồi, đẻ ra thằng như cậu đau hết cả đầu, được mỗi cái mã, còn đâu cậu cũng phá khiếp hồn. Tôi trêu lại, đấy, đẻ mẹ đứa con gái, bất quá đi lấy chồng Tây còn gửi tiền về cho bố mẹ xây nhà. Em đây thì lấy tiền mẹ dành xây nhà đem đi xây hộ thằng khác. Bà chị cười, cơ mà khổ, mấy ông bà già cứ bắt phải có cháu trai. Mà anh mày không nói nhưng cũng mê còn dài lắm. Khổ, đàn bà con gái chúng tao mỗi lần đẻ đau chết đi sống lại. Người chứ lợn đách đâu mà cứ thích là đẻ. Đó là cuộc nói chuyện khi mà 2 chị em vẫn còn vui vẻ. Giờ thì bà đã đẻ thật. Tôi giật điện thoại người yêu rồi phóng to cái cảnh. Nhìn kỹ thằng cu cháu xong tôi hỏi, đâu? Vào Facebook vợ chồng bà ấy nhòm tí nào. Người yêu tôi cười hì hì, sau đó nhanh chóng mở Facebook tìm kiếm. Cái tên tất nhiên là quen thuộc, chỉ có điều hiện nó đã nằm trong danh sách blog. Kéo xuống tôi thấy đăng khá nhiều ảnh của 2 vợ chồng chụp chung với con, chụp chung với bạn, rồi cả ảnh đi ăn, đi chơi, thậm chí là cả đi bay cũng có. Nhìn anh Long cổ đeo cái dây vàng to đùng, cái dây ấy phải to gấp đôi cái trước đây, cộng thêm quả nanh hổ bọc vàng, tay đeo lắc vàng, nhẫn vàng đủ cả 5 ngón. Mà tôi thấy choáng váng. Ban nãy còn nghe người yêu nói là vợ chồng bà lo lót công an mấy vụ mất bao nhiêu là tiền. Thế mà nhìn ảnh còn giàu hơn cả trước đây. Tôi gõ đầu người yêu và quát, nói phép. Vàng đeo kín cả người, riêng bộ dê với cái nanh của ông phải hơn 200, còn chưa kể nhẫn với lắc tay. Xong toàn ảnh chụp đi ăn đi chơi như sự kiện thế này mà kêu hết tiền.
mà thấy mấy con nhân viên cũ vẫn còn đây. Chúng nó vẫn chụp ảnh với bà ấy đây thầy. Đúng là ất, người ta nói thế cũng tin. Thôi, dẹp mẹ ấy. Người yêu tôi ngơ ngác trả lời. Thì em nói chuyện thế chị bảo thế. Mà ông Long đeo vàng sợ thật đấy. Đi tù ra xong lại càng đeo ác. Anh thì chẳng thấy bao giờ đeo cái gì. Tôi tiếp tục ấn đầu người yêu vào nát. Cất tiền mà đeo, đeo rồi đi đường nó chặt, rụt đầu. Người yêu tôi cười ngặt nghẽo và nói tiếp. Đợt có tiền bảo anh mua anh cũng có mua đâu. Gớm, ở với nhau bao năm em lạ gì tính anh. Ông này chỉ tiền mặt là thích, có cho vàng chắc ông ấy cũng quy xưng tiền mặt. Trong lúc người yêu còn đang ba hoa thì tôi kéo xem lại mấy tấm ảnh của bà chị. Tôi xem lại bởi vì tôi thấy có cái gì đó quen quen. Nhất là ảnh chụp chung với mấy đứa nhân viên. Quen lắm. Còn ảnh của anh Long thì đúng là mới gần đây tầm một tháng. Soi một lúc, tôi mới ồ lên. Vỗ tay cái đét vào đùi, khiến cho bạn ta giật nảy mình. Tôi chỉ vào một bức ảnh rồi nói. Cái ảnh này chụp cách đây lâu rồi, hôm đấy sinh nhật con Dung. Bảo sao nhìn quen thế. Cái con Dung hôm đấy nó mặc bộ này xong đi bay nhảy gãy cả guốc. Thề, không thể nhầm được. Ảnh này chụp lúc anh còn làm quán. Lúc anh không còn làm, con Dung nó cũng phắn đi chỗ khác trước đây. Bà ấy đăng ảnh cũ lên làm gì nhỉ? Tiếp tục soi thêm cái ảnh khác. So với ảnh mà bà ấy bế con gửi cho người yêu tôi xem thì tôi nhận thấy hai hình ảnh khác nhau hoàn toàn. Ảnh đăng Facebook còn có da có thịt, trong khi ảnh bế con gương mặt gầy dọc khóc khác. Đấy là con dùng phần mềm chỉnh sửa để chụp. Tôi bảo với người yêu. Có khi bà nói chuyện với em là thật. Anh biết tính bà này, lúc nào cũng khoe khoang là mình có nọ có kia. Còn đã đăng ảnh cũ lên thì chỉ có sống ảo. Có khi giờ bà đang khó khăn, đăng lên thế này để người ta không biết thì nghĩ vẫn sang chảnh. Cơ mà nếu mà hết tiền thì ông Long vàng đâu ra mà đeo lắm thế nhở? Mà hình như mới đổi sang con bán tải hơn tỷ. Khó hiểu đấy. Người yêu tôi nói. Sao anh không gọi điện hỏi thăm chị mấy câu? Hỏi thăm cháu nó cũng được. Trước đây bá quý anh lắm đấy. Hôm nay anh hỏi em mới dám nói. Cái hôm mà anh về Hải Phòng để lên Lai Châu, xong không chào anh chị câu nào. Em ở lại. Tối hôm đấy chị gọi em đi ăn. Chị bảo chị có làm sai, còn thằng kia nó chưa làm sai với chị cái gì cả. Nhưng tính nó không chịu thua ai. Kể cả như ta, chị có sai nó cũng phải nhẹ nhàng với chị. Đằng này chị mới nói thế nó đã không cần gì. Trước mặt nhân viên nó có coi chị ra cái gì đâu. Mà tính chị cũng nóng. Mày ở đây mày biết, đến bọn đàn ông còn phải sợ. Chẳng lẽ chị là chị lớn mà phải đi xin lỗi nó. Tôi gắt. Nói thế mà em cũng tin. Bá biết sai thế, còn việc lần thứ hai bá định chơi anh, trong khi công an đến bá trốn mẹ từ bao giờ, vậy mà vẫn còn để cái con cầm sổ sách với giấy tờ sang bên nhà mình. Không thèm nói với anh một câu để anh biết đường. Thế nếu lúc đó bọn nhân viên nó chỉ sang nhà mình, bảo chủ bên đấy, công an nó vào nó thấy sổ sách giấy tờ ghi tiền nong, thì anh có bị đút vào lò không? Người yêu tôi im lặng một hồi rồi khẽ nói. Cái đấy em không dám hỏi. Nhưng anh ơi, anh phải hiểu cho chị ấy. Cái lần bị tạm ra một tháng trong trại ấy, anh không đi thăm anh không biết. Em với cô Nhã phải xin xỏ mãi. Anh trai cô Nhã làm phó phòng công an huyện mới để cho hai cô cháu vào thăm bá một chút. Mà vừa nhìn thấy em bá khóc tu tu, khổ lắm. Tóc tai rũ rượi. Ở ngoài ăn mặc đẹp, đến lúc nó giam trong đấy một tháng nhìn khổ sở. Gặp được 20 phút thì khóc đến 15 phút rồi. Cứ kêu đời chị khốn nạn. Bà ấy sợ đi tù lắm. Bảo chị đi tù rồi ai lo cho các con, ai lo cho các em. Chắc bà ấy sợ nên lần sau mới cuống quá và trốn đây anh. Còn việc cái nhà mình thuê, em nghĩ do con mụ chủ nhà nó tham, nó ép mình đi thôi. Chứ không nghĩ bà ấy lại làm thế. Em biết là chị cũng không đúng, nhưng mà anh cũng phải nói chuyện với chị một lần chứ. Anh mà quý ai thì anh cho cả máu, nhưng khi đã ghét ai thì anh cũng coi như rác. Đến chị nói chuyện với em vẫn hỏi anh mà gần 2 năm anh không hỏi han được một câu, thì thế cũng không được. Chị có sai thì cũng vẫn là người từng giúp mình lúc chân ướt chân ráo ra đấy. Mà nói chuyện với em, chị cũng không bao giờ kể hết với em như nói chuyện với anh. Thôi anh ạ,
Người ta có không phải với mình thì cũng qua rồi. Em cũng chẳng muốn anh làm cái nghề đấy mãi. Thế nên em mới nói thật. Hôm mà anh quyết định về Hải Phòng em cũng thích ấy chứ. Ở đó tính anh thì nóng. Mấy lần đánh khách nhìn anh sợ lắm. Về được là tốt rồi anh ạ. Tiền kiếm được nhiều rồi, cũng có làm cái gì đâu. Đùa. Tôi hay gọi người yêu là ớt. Bởi thường thì người yêu tôi hay phát biểu mấy câu thiểu năng hài hước, rơi tiền không biết bao nhiêu lần. Mấy hôm kia đi mua đồ, thế nào mà đi xe rơi tờ 500.000. Nhưng mà kiểu thánh nhân lại hay đãi kẻ khủ khờ, rớt tiền mà lại có người phóng teo nhặt rồi trả lại. Về cầm tờ 500 kể em bị rơi tiền, có một cô nhặt trả lại mà vui như cái kiểu em mới nhặt được 500 vậy. Nhưng mỗi khi mà ớt im lặng suy nghĩ, nói một tràng phân tích thì rất chí lý. Chí lý ở những thời điểm mà tôi nóng giận, không bao giờ tôi có thể nghĩ ra được. Nhưng khi sự việc qua đi, nghe ớt giải thích, tôi thấy đúng là mình đã có những sự sai sót. Mà sai thì phải chấp nhận mà sửa. Cái tính tôi nó điên ở chỗ đấy. Đang cục mà lắm mồm thì chỉ có vỡ alo. Sai đúng lúc tôi đang điên, nó không có khái niệm chuẩn mực. Đó cũng là lý do mà tôi với người yêu vẫn gắn bó cho đến tận bây giờ. Cũng bê tha, lang thang hơn một nửa cái đất nước Việt Nam này. Sướng có, khổ có, nhiều tiền có mà không tiền cũng có. Cuối cùng cái quan trọng nhất là hai đứa vẫn ở bên nhau. Tôi gật đầu. Em gọi đi, anh nói chuyện với bà mấy câu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện có tựa đề Nghề Nuôi Gái được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.